Hello, hello, hello. Xin chào mọi người đã trở lại. Hôm nay chúng ta tiếp tục sinh tồn. Thì nãy giờ anh đã làm được gì? Từ từ cái mấy bạn ơi. Từ mấy bạn chờ anh xíu nghe, thoát game ra cái. Tại hồi nữa anh mà chơi lâu quá nó bị lắc mấy bạn. Bạn chờ anh xíu nha mấy bạn. Anh phải thoát ra cái đã mấy bạn ạ. Ok, chúng ta đã trở lại rồi mấy bạn. Trở lại. Rồi xong. Thì nãy giờ chúng ta đã làm được gì bên livestream của mèo rồi? Bắt đầu nào. Hello Tiểu Ngọc lên top rồi. Cố lên em ơi, cố lên. Rồi, thì nãy giờ chúng ta đã có được cánh Dragon Wing, cánh rồng và cánh Evil Wing là cánh ác quỷ. Thì hai cái cánh này thì mình sẽ để ở đâu? Để ở đâu đây? Anh nghĩ sẽ là cái khung tranh mấy bạn. Từ, anh là khung tranh anh treo những cái cánh của anh lên đi. Như vậy cho một miếng da. Da hồi nãy mình có nhiều lắm mà có lẽ là mình đem dùng bớt rồi. Giờ nhà mình ít da lên rồi. Da với lại cây gỗ đâu rồi ta? Hello Ville nha, chào anh. Anh cũng chào em luôn. Rồi, gỗ đâu rồi ta? Đây, gỗ đây mấy bạn. Đó, bỏ vô trong cái bàn chế tạo ra que. Ê quên, mình phải làm gỗ thường trước cái đã. Đó, làm ra que. Các bạn nào ưa bị lộn giống anh không? Anh ưa lộn cái chuyện đó lắm mấy bạn. Trời ơi. Xong, mình sẽ chế tạo nhiều khung tranh đi mấy bạn. Tại mình bỏ đồ cho nhiều. Đó, rồi bây giờ mình sẽ treo cánh rồng của mình lên ở đây. Đó, mỗi nơi một cái. Hello fan chị Panda nha. Rồi, xong cánh rồng của mình sẽ treo cái cánh dơi ở bên này đi. Nó, cái bộ này nó có vẻ hợp với cái cánh dơi này. Còn cái cánh rồng của anh thì anh sẽ để nó ở đây. Đó, tại vì nó hợp với bộ đồ rồng lửa của anh. Để anh cởi bộ đồ rồng lửa ra anh để kế bên cho mấy bạn xem thử nha. Coi nó có hợp không mấy bạn. Mấy bạn cảm thấy hợp thì nhớ nhấn like cho anh rồi comment để cho anh biết nha mấy bạn ơi. Thì chị Panda nãy cho chị cái cánh rồi đó. Chị bận vô thử đi. Ủa sao chị nhớ cái giá này là để treo cái cánh được không mà ta? Được nè. Không, cái giá đó không treo cánh được nha chị Panda. Cái đó mod khác mới treo được. Còn cái mod này chị không thể nào treo được đâu. À, cái này hồi nãy anh lấy vàng bên nhà của mèo, bây giờ anh sẽ qua trả mấy bạn. Anh mượn rồi giờ phải đi trả. Cái cánh là mèo giữ rồi. Cái cánh dơi màu lửa hả? Em để vô rương của chị mà. Ok để chị vậy. Chị về chị kiểm tra thử đây. Cánh lửa, cánh của em là cánh lửa. Cái viên ngọc nó làm lành cái cánh rồi nè. Ừ đúng rồi, viên ngọc của em cho chị là một viên ngọc rất mạnh nha. Cũng nói là 5 giây nó sẽ hồi phục một lần. Còn cái viên ngọc mà em đang giữ trong tay là viên ngọc 1 giây chứ không? 0,1 giây luôn chứ không phải là 1 giây nữa mấy bạn ơi. Cái viên ngọc mà mình đang giữ là nó xịn hơn cái viên của chị Panda nữa. Phải giết con Wither á. Con cô héo á mình mới có được viên này. Để coi coi. Bây giờ cái này mình sẽ cất vô hết đi. Đó, cất hết. Hồi nãy em xuống dưới anh lấy hơi thở của rồng nè. Bây giờ á anh sẽ đi đập cái con rồng Ender để hoàn thành được tiến trình của game mấy bạn. Lấy trứng coi coi. Lấy trứng thì em đập nó cho hoàn thành tiến trình của game thôi. Nhưng mà mình sẽ đập con rồng Ender trong vòng 1 giây thôi mấy bạn. Không cần phải lâu. Anh không biết là được không nha, anh chỉ test thử thôi, hên xui thôi mấy bạn. Bây giờ thì muốn đập con rồng Ender trong vòng 1 giây thì mình cần phải làm gì? Mình cần phải đi tìm cái đầu của Medusa và mình sẽ đóng đá con rồng Ender. Đúng không chị Panda? Đúng rồi, đi. Đấy. Thay vì mình phải giết con rồng Ender bằng cái cách cổ điển là mình phải đánh đó mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ tính hơn 50k thôi. Cảm ơn em nha Tiểu Ngọc. Nhưng mà đánh rồng Ender thì mình phải bận cái gì đó cho đẹp mấy bạn. Mấy bạn nghĩ mình nên bận mà bộ ngự long hay là bộ rồng xanh hay rồng đỏ mà. Còn cái bộ này anh mới enchant được nó một cái chân thôi. Các level của anh không có đủ enchant đó mấy bạn. Sau khi đánh con rồng Ender xong anh lấy được nhiều FF, sau đó về sẽ enchant con này. Nhưng mà trước hết anh phải đánh nó cái đã. Bận bộ nào đây mọi người? Coi stream đi đừng nhắn nữa. Đúng rồi mấy em ơi, tập trung coi stream đi. Lấy trứng rồng Ender gần lava up ra rồng lửa đó anh. Thôi cái đó để từ từ mấy em. Bây giờ chúng ta phải đập nó. Không được. Cái gì vậy? Cái gì không được? Để anh thử coi. Bộ rồng lửa để đánh rồng Ender. Thôi chị Panda có bộ rồng lửa rồi thì anh sẽ lấy bộ rồng xanh đi. Tại vì anh thấy bộ rồng xanh cũng hợp với anh mấy bạn. Đó, đeo vô. Anh thích màu xanh mấy bạn ơi. Bởi vì anh bận bộ rồng xanh rất là đẹp. Từ từ để coi coi còn một cái cánh nào mà nó đẹp hơn nữa không coi. Cánh tiên xanh nữa. Tiên xanh thì nhìn nó bd lắm. Để anh coi cánh nào mà nó đẹp mấy bạn. Thì ở đây anh có cánh dơi phải lấy máu dơi. Máu dơi thì anh không biết phải làm sao, chắc là ở chỗ con dơi cầm thấy cái bình nhắn vô nó thì phải. Cái cánh này anh có rồi. Ok, anh thấy ở đây có cánh ác quỷ, cánh rồng đỏ, cánh rồng và cánh lửa là đẹp nhất. Nhưng mà cánh lửa hay cánh rồng, thôi cầm cái cánh rồng đi. Cánh rồng này mình có rồi nè. Nhưng mà nó không hợp với cái bộ đồ của anh cho lắm mấy bạn ơi. Kệ nó. Chị Panda đi theo em, chị Panda. Đây nè. Khoan, em lấy miếng thịt cái đã. Nhà em không biết còn thịt không, thịt gà nè. Rồi, thịt gà có một miếng luôn. Thang. Lấy táo ăn đi, cho dễ. Em ghét ăn táo chị Panda ơi. Bây giờ em giàu và em phải ăn thịt. À quên nữa, ăn táo vàng mấy bạn. Bít tết nè. Bít tết đâu? Đâu rồi? Bít tết của em đâu rồi? Đây 3 miếng nè. Rồi từ từ để em nấu thịt rùa lên cái.
Rồi trong thời gian nấu thịt rùa thì mình sẽ tiếp tục qua nhà mèo mình chơm vàng thôi ạ. Mình chơm cho hết vàng thôi. Chị biết chị không chị Bana? Cảm ơn Tiểu Ngọc nha. Share livestream giúp anh hút tiền mọi người. Đúng rồi. Mấy bạn yêu thích anh thì hãy nhớ share livestream giúp anh. Đó, xong. Vàng ở nhà mèo thì nhiều lắm nhưng mà mèo không có xài mấy bạn ơi. Có trong gương này nè. Trong cái rương đó em không có lục được chị Banda. Đúng rồi. Rồi, ok. Đâu. Mình sẽ lấy cái này mình làm khoan. Từ cái mình lấy mình làm cái gì ta? Kêu bằng cái gì chị Banda? Kêu cái bằng khối vàng chứ, thanh vàng. Rồi sau đó mình làm táo vàng các bạn. Đó, để vô, để vô. Rồi xong, 16 vàng để vô, 27 vàng. Có lý thì chữ. Rồi 28 vàng rồi chị Banda ơi. Đó. Đi kịp chưa? Từ từ chị Banda. Sắp xong rồi. Rồi 31 vàng. 31 vàng này em quấn được khoảng 5-6 trái táo gì đó chị Banda. Để coi em quấn mấy phát nha. 2 trái, 3 trái nè. 4 trái nè. Rồi quấn được có 4 trái à. Không được 3, không được 4 nữa có 3 trái nè. Rồi chị còn vàng không chị Banda? Không, nhà chị nghèo lắm. Em qua em kiểm tra thử. Chị mà nói dối em á, em cướp hết đồ của chị luôn. Chị cũng không nhớ nữa. 3 vàng. Rồi em có được 3 vàng đây, 13 hạt vàng luôn. Chị giấu đồ ghê thiệt chứ. 6 hạt vàng nữa thấy chưa. Chị dám lừa em hả. Rồi 19, không biết làm được bao nhiêu nữa. Làm được 2 thanh vàng mấy bạn ơi. 12 thanh. 12 thanh này chắc làm được làm 1 cái à. 1 cái nữa, 4 cái. Xong. Hello Tiểu Ngọc nữa nha. Trời ơi em đo trên nhiều quá Tiểu Ngọc. Cảm ơn. Chắc lên tớp quá. Chắc chịu tớp rồi. Mà quên anh không có để cái top đòn. Để bữa nào livestream mình gắn cái top đòn lên cho mọi người thấy. 4 táo vàng này mình không có làm ăn gì được hết mấy bạn ơi. Mình phải tìm thêm. Mình phải tìm thêm. Ê, mấy bạn. Táo vàng nó cũng có enchant lên không? Cách nào để làm táo vàng enchant mấy bạn ơi. Em không biết nữa. Chứ không phải enchant như đồ hả? À, táo này em sạch chữ táo này. Trời ơi em chuyển qua bảng tiếng Anh này, tiếng Việt rồi từ từ. Táo này phải bật Unikay lên à. Ở đây em còn hạt vàng. Chị coi cách nào để làm táo vàng enchant mọi người biết không mọi người ơi? Mọi người biết không? Okay. Comment đi. Chị mèo bệnh rồi mấy bạn ơi. Chị mèo bệnh rồi. Táo vàng enchant phải làm như thế nào? Từ từ để em nghiên cứu coi nè. Táo vàng mình sẽ bỏ vô trong đây. Mình với cuốn sách mình enchant hả? Lấy khối vàng. À đó là khối vàng. Khối vàng mấy bạn. Đúng rồi. Khối vàng này hay. Vậy là mình phải đi mai mấy bạn ơi. Bữa giờ mình tập trung mình mai kim cương không. Mà mình không có mai khối. Đúng là thiệt chứ. Khối vàng anh lấy ra anh làm cái ngọc sữa đồ này nè nó. Bởi vì anh hết khối vàng rồi. Cái gì? Trời ơi cái vàng này là cái vàng thảm trang trí. Không có được đụng tới hiểu không? Vàng này vàng trang trí. Cái giường ngủ cũng là phải ngủ trên đống ủa, vàng để hiểu không? Xài đi chứ. Thôi để đó cho em. Em không có muốn ai đụng tới khối vàng của em hết chị Banda. Vậy mà chị tưởng nó xài không được. Là mấy bữa chị gặp chị không có vàng. Để bây giờ mình phải dẹp mấy cái này vô. Cái băng đạn của em đâu mất tiêu rồi. Chị không mình bơi phải... À băng đạn, mình phải lấy băng đạn mấy bạn ơi. Hồi nãy mình quăng cái băng đạn của mình đi đâu rồi. 64 đây, rồi xong. Băng đạn này làm rất là dễ mấy bạn. Nên mình có thể làm nhiều được. Đi chị Banda, đi ra đây. Đi ra. Rồi xong. Bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm cái hang ở của bà Medusa mấy bạn. Đi chị Banda, hôm trước em dùng để em troll mèo á. Em đóng băng mèo một cái rồi em mất luôn cái đầu rồi. Bây giờ phải tự tay đi kiếm tiếp. Chị cũng tìm một chỗ nhưng mà sao không có bả đó. Tại cái chỗ đó em phá rồi á. Bây giờ mình đi không, nha. Chỗ đó mới luôn á. Mới luôn hả? Chia nhau đi mấy bạn ơi. Em nhớ chỗ đó là nó kiểu hướng nào ta? Hướng nào à? Em cũng không biết nữa. Bây giờ là buổi tối. Bây giờ mình tìm đại thôi. Mình tìm đại thôi. Dây. Trong cái nào chứ? Núi tuyết á hả? Núi tuyết. Thì bây giờ tôi đang bay ra hướng núi tuyết nè. Tôi nhớ là nhà của bà đó ưa là gần biển nào. Mấy cái con chim này nó cứ bay vòng qua vòng lại hoài. Không biết là nó có làm được gì không. Đây 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 đây. Thấy rồi. Hình như cái nhà này tôi đặt rồi mèo ơi. Để tôi vô tôi kiểm tra coi. Từ từ ăn thịt vô. Ăn thịt vô. Ăn thịt vô. Rớt. Bay lên lại. Ở đây 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 đây. Cái bà Medusa bà. Thôi chị gặp con ngữ lông nữa là bắn hơn. Đây thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Bà Medusa. Ôi bà đóng băng cho mấy con. Chết rồi trời. Ơi. Chị Banda tới bê em cái chị Banda. Xong chưa? Trời ơi chết. Trời đừng chị đừng có nhìn vô mặt bà. Ôi ta 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 ta. Từ để anh thoát khỏi đây các bạn. Anh bị kẹt. Rồi. Rồi xong, đừng có đứt. À mình kẹt cái vách tường của mình đó chị Banda ơi. Bắn nó bắn nó tơi bê đi. Chị tơi bê em đi chị Banda. Tôi nãy tôi quên nhìn xuống đất. Đây đây xong. Từ nhìn xuống đất các bạn ơi, gài đạn cho cái đi. Cái bà Medusa chơi dơ quá à, còn chơi chống băng xong à. Nó. Băng các bạn đi băng. Cái gì chị Banda? A! Từ từ. Từ từ chị Banda, em lại em đập nó luôn nè.
nằm bả luôn. Ôi chết rồi, chết rồi. Rớt xác luôn rồi. Có rớt cái đầu không? Rớt 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 rớt. Rớt rồi nè. Đây, legendary weapon nè. Gondo head. Rồi bây giờ mình sẽ đi đặt con rồng Ender thôi chị Panda. Ta mắc Ender em còn 10 quả. Thu em xét các bạn ơi. Cá lượm luôn đi. Bạn nào lấy hết 3 mắt rồi. Mắc Ender em còn 10 quả nè. Ok. Không, hình như trong nhà em còn đi 9 mắt của Ngọc Ender nè. Có gì em chế tạo ra mắt Ender cũng được. Em quên đem theo que quỷ lửa thôi chứ. Đầu óc riết để đâu không á. Rồi đi nè mấy bạn ơi. Thôi mình về nhà đi, sẽ kêu về nhà chị Bánh Đa. Mình đi từ hướng nhà mình, hồi nãy mình có cái đường qua nè. Hình như mình đi hướng nào ta? Hình như hướng này nè. Rồi quên luôn. Đó, hướng này nè, đúng rồi. Ê, mấy nãy sao mình ra mình làm dấu rồi chứ. Cái chỗ đó xa lắm, nó xa nhà mình dữ lắm. Bay đi, đi tới B em đi. Em nhớ nè, hình như là nó hướng này nè. Cứ bay thẳng hướng này đi. Bay thiệt nhanh đi mấy bạn. Hello Tiểu Ngọc. Hello mọi người. Hình như bay hướng này nè mấy bạn ơi. Đáp xuống đây cái, anh đáp xuống đây cái. Đừng có bay mà thả Ngọc, bay thả Ngọc coi chừng hư Ngọc luôn á. Mất Ngọc luôn. Bay tiếp hướng này đúng không? Rồi. Chị nhớ cái chỗ phần đất trống trống á. Trời ơi, cái phần đất trống trống thì chỗ nào chả có chị Minh Đa. Nhưng mà chỗ nào có con rồng Ender đó mới quan trọng. Không, chỗ đó nãy tôi đào có hai cái hang. Tèo. Ui ui, hết đồ ăn, hết đồ ăn. Bay lên. Thôi cái cánh rồng này bay mà nó sử dụng cái sức của mình để nó bay thì nó hơi vô lý á chị Minh Đa. Tại nó được bao nhiêu giáp nè. Nó mau đói gì chứ. Nó chịu vậy rồi. Nó phiền mà nó bay bị chậm rồi nữa. Đúng rồi. Mình đang bay sung sướng cái đói bụng mấy bạn. Để đáp lên đây, đáp lên đây, đáp lên đây, đáp lên, đáp lên, đáp lên, đáp lên. Ok. Thả Ngọc hướng này. Rồi. Bay lên, lấy Ngọc lại. Lắm. Ok, bay tiếp mấy bạn. Mình vẫn còn nguyên 10 Ngọc luôn. Rồi, cái chỗ này chỗ cái tiên cá nó nằm nè. Tiên cá đỏ 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 bạn thấy không? Thấy không? Anh nói đúng không? Vừa gặp là nó nằm đó kìa. Đó, nó nằm hai ba đứa đó đó. Nó tưởng đâu nó dụ anh Red Hood dễ lắm. Ừ, cái sống dễ. Trời ơi, không thể nào dụ được em gì bên đây. Đây đây, chỗ con rồng này, đúng rồi, chỗ con rồng này, con rồng này nó khè lửa em hồi nãy nè. Nè, ở đâu đây nè. Khỏi cần dục ngọc luôn, anh cũng biết là cái chỗ con rồng nó ở đâu luôn mấy bạn. Nó chỗ rất là nhiều hoa. Hình như ở đâu bên này nè. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, em đói bụng luôn rồi. Cái chỗ đất sống có nhiều hoa. Đúng, chỗ đất sống có nhiều hoa. Thôi, có cái cây ngay đó nữa. Em nhớ là em đào đâu ngay cái cây nè. Cái cây. Hình như hướng này nè, hướng này đúng không? Hướng bên này. Hình như phải bay qua bên này mấy bạn. Thôi mình dục Ngọc đi cho rồi đi. Chứ khổ quá à, ngồi đó đón già đón non. Ngọc đâu rồi? Đây, hướng này. Rồi bể Ngọc luôn chứ đâu. Có nhiều. Rồi bay qua nữa. Bay qua một khoảnh, đây. Dùng đất này mấy bạn. Thấy rồi chị Banda, đáp xuống đây đi. Em với chị sẽ đi tìm con rồng. Đâu? Tới liền. Tới đây đi. Đúng rồi. Ôi đâu rồi? Đây, hướng này. Cái hang rồi. Từ em lấy cái viên này của em, cái nó lọt lên gốc cây rồi nè. Đây. Khoan, để em coi cái hang nào. Em nhìn em mới biết. Hang này nè, rồi đúng hang này nè. Đúng rồi. Đáp xuống. À chéo. Không phải, chị Banda bay lên, bay lên đi, bay lên đi, bay lên, bay lên. Không phải. Hang này nè. Hang này nè. Đây, ngay cái bụi tiên nè. Đó, vô, đúng y luôn chị Banda. Vô. Mình hôm nay mình xử đẹp con rồng mấy bạn. Để mình xả cho hết đạn coi. Cái chỗ cái tù hồi nãy đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy là vô trong đây nè, hình như trong đây nè mấy bạn. Trong này đúng không? Ui, mày bắn tao. Lão cả bắn nè, chết rồi nè. Con quỷ. Bắn nè. Đây cái tù. Ngay chỗ cái thuốc. Đây, em nhớ mà. Đây chị Banda tới bên đi chị Banda. Tới bên đi. Ok, thử đẹp con rồng luôn mấy bạn. Hôm nay không cần mèo Red Hood sẽ thử rồng. Đó, ok xong. Đầy đủ vô đập rồng thôi. Ủa chị ừ, mèo đâu nhỉ? Chị mèo đang bị bệnh. Nãy có coi livestream của mèo không? Đập mày đang con trai à. Đập hết cái này cho em chị Banda ơi. Bay bắn hết cái này. Đó, bắn. Tôi đang lấy máu từ cái này nè, bắn cái này. Bùm. Chết mày đang con trai. Má nè. Má hết cho nó luôn, không có cái chỗ hồi máu luôn chị Banda ơi. Gì chị Banda? Rồi xong rồi, một mình em đánh luôn. Chứ chị chết sao chị TP chỗ này được? Ủa mà sao chị chết được hay quá vậy? Trời ơi trời. Bay không? Trời ơi bạn ơi, mình cũng biết bay với bạn mà. À cái chỗ hồi máu của mày hả? Hồi máu nè. Rồi ăn táo vàng nha mấy bạn ơi. Mình đem theo cái này cũng có lý do cả. Ăn vô trụ rồi nó phun độc mà mấy bạn. Mày thả độc ra mày, mình chết mày liền nha con trai. Mình cũng bay được mấy bạn ơi. Đây, xuống đây quýnh lộn bạn. Xuống đây. Mày bắn mày nè. Ôi, lấy cái kiếm, cây kiếm đóng băng mày lại, đóng băng đích mày lại. Đóng băng. Ui. À đúng rồi, đống đá nó quên mấy bạn ơi. Mình lấy cái này để làm cái chuyện này mà. Tum. Rồi, xong. Đóng chưa? Không có tác dụng gì bên đây. Rồi, xong. Nhìn vô đây, rồng ơi, nhìn vô đây nè, rồng. Nhìn vô.
nhanh vô. Ê, sao bữa cưng nói lấy trứng á, tiếng lấy trứng không đi. Ừ, em lấy trứng luôn mà. Em quên cầm theo cái đồ lấy trứng này chết rồi. Không cầm theo bên tông đúng không? Đúng rồi, không cầm theo bên tông này chị Bánh ơi. Có để gì thì khúc sau mình sẽ quanh lại mình lấy trứng chị Bánh ơi. Thì có này, nhưng mà giờ cũng không có sao để tìm cái chỗ đó nè. Đập hết rồi, ủa đây còn một trụ nữa tôi quên đập. À, mày chơi láo cá. Đập luôn của mày luôn. Ăn táo vàng vô, xong. Tao đứng đây tao bắn mày nè. Bay vô đi, quýnh lộn nè. Trời ơi, mày tông tao lên trời làm như tao té tao chết không bằng vậy đó. Tao biết bay mà con trai. Bắn tay bà mày nè, thảo kè. Ok, chết mày nè. Trời ơi, bắn mày nè, dùng đầu Medusa biến mày lại. Trời ơi, giết mày, trời ơi, không được chứ mày đó. Con rồng này con mắt của nó không sợ Medusa. Ui nó bắn em. Ủa em bay như là phi đội gì bên đây. Từ từ mấy bạn, anh đang được con rồng mấy bạn ơi. Gây cắn. Tèn bay heo mày. Mày lượn. Ui né. Ui bắn hả? À láo cá. Bắn mày nè. Ủa ui da, đau. Đau quá. Bắn. Rồi xong. Rớt đài. Trời ơi con rồng đã rớt nè với em rồi chị bên ơi. Xong. Chiu. Redfoot đã một mình giết rồng Ender. Ui ép xếp nó lọt vô đây. Ổn quá. Ui 49, 51 luôn, 58 luôn, 60, 62. Giết rồng Ender thì là tuyệt vời quá mấy bạn ơi. Chị biết để cái trứng chim chị Benda. Mình sẽ hồi sinh con rồng Ender nữa chị Benda. Để đây đi, mình sẽ gặp lại nó một ngày không xa. Bây giờ trên đây có cái cánh Elytra nè. Từ để mình lên mình lấy cái cánh Elytra cái mấy bạn. Đây, tại bây giờ mình có cánh này rồi mà mình ngựa mình vô đây mình lấy cánh Elytra chơi mấy bạn ơi. Ok, cái cánh Elytra đâu rồi, cái lâu đài đâu rồi. Ở đây nhiều Enderman quá. Hết đồ ăn luôn, còn có mỗi con gà thôi. Cái cánh để bay á mèo. À cái đảo nào ta, cái đảo nó có cánh Elytra ta. Trời ơi trời. Mấy cái đảo này mà chơi mà đặt lắp hoặc tìm được cái lâu đài đó chắc khùng luôn á. Trời ơi, đâu rồi. Sắp đói bụng luôn rồi, chắc mình chết quá mấy bạn ơi. Chắc chết về quá. Chắc chết, trời ơi. Ủa sao không thấy vậy, kỳ vậy trời. Oh my god, từ từ đáp xuống đi. Bật tầm nhìn Etchem lên. Nhìn lên, sử dụng Sharingan. Nhìn cho xa xa vô. Rồi, trời ơi không có luôn. Holy shit. Anh dùng thuốc để đập trứng rồng đó anh. Dùng thuốc gì em? Đuốc, á à, đuốc. Anh cũng không có đuốc luôn em ơi. Oh my god. Đừng ra ngoài cổng đứng đi, chị TB lại, được không? À đúng rồi, chị Bánh Đa, em ra ngoài cổng đứng, chị TB lại, được. Chị đem bánh tông, chị Bánh Đa tới nè. Em phải tìm cái đường về, cái hồi nãy em bay ra đây rồi, cái mất tiêu có đường về luôn rồi. Em lạc lối á chị Bánh Đa. Bay rồi hả? Rồi xong, chết. Rồi rớt này, đáp xuống mấy bạn ơi, rớt rồi. Rồi xong, đi bộ luôn. Rồi còn ba sức chịu đựng luôn, ba đói luôn rồi. Ủa, con đang đâu vậy? Em đang ở chỗ mà đi tìm cái Elytra nè. Rồi con Enderman nó đập em luôn nè. Mình lão cá. Chết thì cũng không chết dưới tay mày nghe. Ai rồi xong. Rồi xong. Xong rồi, thôi rồi. Mấy bạn ơi thôi rồi. Anh đi chuẩn bị chết rồi. Ai. Rồi, mình hết thấy mình luôn rồi. Thật. Red Hood VN đã rời ra khỏi thế giới. Ok. Chết đông đau nhục. Mấy bạn ơi, đau khổ quá. Rồi, bây giờ biết vậy cầm thêm nhiều đồ ăn. Qua nhà mèo chôm đồ ăn tiếp. Chôm đồ ăn tiếp, nhà mèo nhiều mà. Đâu coi cái lò mày ưa để đồ ăn này đó, biết ngay. Đâu, đồ ăn ở đâu? 34 táo. Xong, có 34 táo thì sao? Đây, thịt quá trời. Trời ơi, cả một tài sản đồ ăn trong đây luôn mấy bạn. Rồi, đi ra chị Bada, tiếp tục chị Bada ơi. Đi lấy cái trứng, khoan, lấy cái bít tôm cái. Lấy cái bít tôm mấy bạn. Lấy bít tôm. Không lấy bít tôm là mình sẽ không có trứng. Cái bít tôm rồi. Ôi chết, mình có cái bít tôm dính không à. Còn em, từ từ. Để em lấy cái bít tôm bình thường đi. À, cái bít tôm tiếng Việt nó là cái gì ta? Bít tôm. Từ từ. Đây, bít. Nó viết chữ có dấu gì bên ta? Cái dày, gỗ, đá, xong, sắt. Rồi, ok, làm luôn. Gỗ. Rồi, có đá luôn rồi, có đầy đủ hết. Rồi, xong, đi, dứt, thôi. Bít tôm, dễ ẹt. Đâu rồi, bít tôm của mình. Đây, đá hai bên. Không biết đá này là được không ta? Không biết nữa, hên xui cứ thử đi. À quên, gỗ là phải gỗ làm rồi chứ không để nguyên cây mấy bạn ơi. Để đó, gỗ nè, xong. Bỏ thanh sắt trên giữa, đá hai bên. Rồi một cái, mình quên lấy cái gì ta, cái đá lực, đá đỏ. Oh man, đá đỏ đó rồi. Đây, một còn một miếng duy nhất luôn chứ đâu. Trời, đá đỏ với cái hang chị quá chừng, bữa chị không lấy. Rồi kệ, bây giờ em có đủ rồi chị Bên Đa. Không được các bạn ơi, đá này là không được.
top 1 rồi, em phải đi ngủ đây. Trời ơi, chưa gì em phải coi hết livestream. Em phải coi hết livestream, Tiểu Ngọc. Coi hết livestream mới được đi ngủ. Rồi, đá này mới được nè. Rồi, xong, bít tông. Nó có bít tông rồi, mình sẽ cần một cây cần gạt mấy bạn. Cần gạt, đây. Ok, một cái que. Đó, rồi, lấy một cái đá nữa. Ok, xong, bỏ vô, ra cần gạt. Đó, ok, vậy là lên đường được rồi. Ui, làm để cái cần gạt tầm 7, tầm 3 rồi. Nhà hết chỗ để luôn chứ đâu. Mình đem dục mấy cái này mới được, mấy cái vô dụng này nè. Cái ba cái bông, cái lá, cái cành này nè. Trời ơi, mình đâu có cần mấy cái này. Băng đạn của mình cầm theo nè, táo cầm theo nè, đá này dục nè, khoai tây gì để ăn nè, lúa dục nè. Rồi cái nào dục nữa ta? Mấy cái này mình cần, cái này dục luôn, dục thành zombie luôn. Rồi thôi mình ra mình dục trước cái đi. Rồi tối luôn chứ đâu. Trời ơi. Tối nãy giờ. Dục. Sắp sáng rồi. Dục không, dục ớt kim hương, dục hành tím luôn, dục hạt giống luôn. Rồi. Cái gậy thôi dục gỗ luôn, không cần các bạn ơi. Đây mình làm được, không cần. Dục hết, dục luôn. Sao cái này dục không được ta? Dục luôn nè, dục luôn. Hàng rào sắt để lại, để chơi các bạn. Rồi băng đạn, còn đây. Đồ gà, thịt gà sống, để đó, mình sẽ đi nấu. Don phát cuối hết tiền. Hết tiền, không phải ngồi coi em hiểu không? Anh không phải là cần đó, anh cần là em ở lại em xem anh. Em chung vui với anh, em hiểu không? Rồi bây giờ mình đang tính làm gì ta? Tự quen tính nấu gà. Tôi ngập làm quên luôn các bạn. Rồi, bỏ mấy cái này vô. Rồi bỏ bánh mì lại chứ. Cái đầu nữa, bỏ vô luôn đi, cái đầu để giết cái con khác các bạn ơi. Cái kiếm cầm theo nè, kiếm lửa của mình nè. Chị Hy Tinh chắc mình không cần hơi thở rồng nữa đâu. Hơi thở rồng có 16 chai rồi. Đầy đủ dục vàng lại coi. Bít tông cầm theo. Cái này cầm theo nè. Cái viên này để vô trong đi. Sắc dục lại. Cái táo này nó không có hợp lại mấy bạn ơi. Nó cứ để qua để lại, nó không ăn vô. Để hai trái táo này ở nhà đi. Rồi thịt đem xuống. Có vụ đó luôn hả mèo. Ok, lên đường nè. Rồi còn 9 mắt Ender luôn. Hồi nãy 11 mắt, anh đi cái còn 9 mắt luôn. Hình như hướng này nè, mình thuộc đường luôn mấy bạn ơi. Khỏi cần sử dụng mắt Ender nữa, thuộc đường luôn rồi. Khoan, anh chỉnh tầm nhìn thấp lên mấy bạn ơi. Tầm nhìn này á, nó bị lắc rồi. Rồi. Ok, tầm nhìn 19 là được rồi. Đó, như vậy nó sẽ lắc, từ từ tắt cái quỷ này lắc lên. Rồi, xong. Lên đường, chị Bada, tới bên em đi chị Bada. Ok, chị đang đã mở vàng mắt đây. Đâu vậy? Chị nào cứ tới đi, chị tới. Làm mới vàng cho. Ok, chị làm mới vàng đi chị Bada. Nhớ chị tím đá đỏ luôn, kiếm đá đỏ cho em luôn nha chị Bada. Từ từ. Đá đỏ thì chứ hàng nhà chị Bình Thiên. Ôi, buổi tối khó đi tìm quá à. Đá đỏ với hàng nhà chị Bình Thiên, nhưng mà chị phải làm. Hiểu không? Đá đỏ hả? Cái gì vậy? Cái gì mà em đi ngủ đây vậy? Áo anh bỏ trong rương kìa. Mấy bạn, anh không cần thay áo bạn ơi. Tại cái trận này là mình chỉ xuống dưới mình lấy có cái con kia thôi. Mà mình làm gì mình cần thay áo chị, mình lấy cái trứng thôi. Các bạn hiểu không? Đây con rồng nó chết rồi. Con rồng nó chết rồi. Bây giờ mình đi lấy trứng thôi. Nhìn nhân vật em nó lượn đảo quá chị Bình Đa. Cái cánh kìa, nó không đọc. Tôi chị My nó bắn chị bên này tà la nè. Cái gì? Chị My bắn nè. Thầy cha nó chị Bình Đa. Trời. Hướng này nè, con rồng này giờ nó đi ngủ các bạn ơi. Kìa, nó đang ngủ ở dưới kìa. Thôi không có đập nữa, con rồng lửa. Để cho nó lớn đi. Để cho nó lớn đi mấy bạn. Đập nó chi tội nghiệp. Chào em đi hu hu. Chào bạn Phát nha. Chị mèo live rồi đúng rồi mấy em. Cái gì? Thôi con rồng nó không ăn đâu, con rồng nó rồng lớn rồi. Nó không nghe lời mình đâu. Mình phải bắt con rồng con kìa. Dạ rồi, nó khó thuần lắm. Em đi ngủ, ok mấy bạn nào đi ngủ thì mấy bạn đi ngủ sớm đi. Mấy bạn ơi, ngày mai là thứ 6, tới khi thứ 7 á, thì mình có thể livestream được khuya. Tại vì thứ 7 là mấy cái ngày mấy bạn được nghỉ mà, hiểu không? Được nghỉ mà, nên mình livestream khuya. Còn bây giờ là mấy cái ngày thứ thì mình đi ngủ sớm. Còn bạn nào mà thích coi livestream được thì nhớ coi. Hướng nào ta? Chị Bada tới bên em đi chị Bada ơi. Ok, tới liền. Quên nữa rồi. Chứ, đây, chỗ này đây. Đây hướng này nè, đó. Vô địa đạo. Ủa, tới luôn rồi hả? Rồi, vô rồi chị Bada. Vô rồi. Tới bê chị Bada, giờ không còn con nào dưới đâu. Chị đừng có sợ, nó có đánh gì nữa đâu. Chị có cầm theo bộ đồ không ạ? Em thấy chị ở trần á. Chị rồi, vô. Lấy cái trứng rồng nào. Nào cái này các bạn. Nào đá đi em, cái này nào. Quá trời luôn. Rồi, xếp lên. Trời, chị riêng đó cái nha. Ở đây có đuốc sẵn nè. Hồi nãy bạn có nói là dùng đuốc đặt được trứng rồng không? Rồi, từ từ chưa? Để anh lấy thêm các bạn ơi. Từ. Cái gì vậy? Từ lấy thêm cái một hồi cái trứng rồng nó lọt vô trong cái cửa là hãy bà luôn. Quánh cho nó rớt đá chị mèo. Đúng rồi, cũng được. Quánh cho nó rớt cũng được. Nhưng mà thôi, làm vậy đi. Làm gì cho nó mất thời gian chơi. Đó. Lắp lại. Đó, xong.
phải chi mình đập được cái đá này ha. Rồi để vô, ui để lộn nó thiệt tình cay rồi nha, sao để lộn hoài vậy. Từ từ để lấy viên đá ra, lấy viên đá làm cái chậu để cái đã. Ok, đặt ra rồi, đặt ra xong. Cây được cái cần gạt đó, đây cần gạt của tôi mẹ lấy. Ui mém lọt xuống luôn rồi, lấy được cứng đầu mà chị bên đây hoàn thành đây đi. Đạt được mục tiêu thế hệ mới, tiến trình của em trong Minecraft đây. Tôi có lộn được cũng mắc ender nữa không, chưa có câu cá thôi, chế tạo cần câu cá từ từ để em coi em hoàn thành tới đâu rồi. Hoàn thành thử thách chúng ta bác sĩ thêm à, mình chưa hoàn thành thử thách cứu dân làng mấy bạn, tại vì dân làng ở trong cái này á là không có dân làng bình thường các bạn ơi, bởi vậy á mình không thể nào hoàn thành được cái tiến trình này. Tiến trình tôi không thấy mèo ơi, che chắn tôi với kim cương, làm giáp kim cương. Ok mình chưa hoàn thành được mấy cái này. Ok mình coi nông nghiệp mình hoàn thành tới đâu rồi, mình làm ruộng gì đây, grass shift around fishing rock, cái gì vậy, cái này là sao. Từ từ cái này mình coi cái này hình như này có cái mod mấy bạn ơi. Chế độ ăn uống cân bằng, ăn tất cả những gì ăn được kể khi nó không tốt cho bạn. Ấy là mình nó kêu mình ăn cả thuốc độc luôn mấy bạn. Cái Minecraft này nó láo vậy. Sự cống hiến nghiêm túc, sử dụng hoàn toàn cây cuốc kim cương và sau đó đánh giá tại cuộc đời bạn. Chắc là phải chế tạo cây cuốc kim cương. Ok mình sẽ về mình chế tạo luôn. Còn địa ngục thì bong bóng không gian, sử dụng Nether để di chuyển 7 km. À mày biến lao rồi láo rồi, thằng láo cá rồi. Biến nè, đang nói chuyện với fan mày lại mày phá. Chết mày nghe con quỷ. Bắn mày hay bà được. Căn đạn nè, lấy mặt Ender của mày luôn. Xong. Để coi tiến trình tiếp vậy. Tiếp tục là đồng minh thật không dễ dàng giải cứu một con gác. À, mình phải đưa con gác ra khỏi cái cổng địa ngục. Ok, cũng dễ thôi. À, cái gì đây? Nhắm mục tiêu mấy cái này tào lao. Này là phiêu lưu mấy bạn ơi. Khám phá tất cả các quần xã. Thôi, khỏi đi. Cái này là cái của con rồng nè. Mình chưa sử dụng, mình chưa nuôi được mấy con hết mấy cái con thú ở trong đây. Nhưng mà mình sắp chế tạo được cái kiếm rồi. Cái gì đây? Buckwheat. À, cái này. Rồi thôi xong. Mình làm sắp xong rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi về nhà để mình đặt cái trứng rồng ở đâu thiệt đẹp cái đã. Đâu cái lỗ đâu rồi. Chị Minh Đa về, chị Minh Đa ơi. Khoan, okay. Hình như phải lấy cái cánh nữa mới hoàn thành được cái tiến trình gì đúng không? Anh nhớ mà, phải có cái cánh. Anh quên. Đây cái cánh đây, không có gì là giới hạn. Thành phố hãy đi vào. Ok, hãy đi vào thành phố. Lại kết thúc hồi sinh rồng Ender. Ok mình sẽ hồi sinh rồng Ender lại sao. Bây giờ mình sẽ không có gì là giới hạn. Hãy tìm chiếc cánh cứng. Rồi xong, anh sẽ đi tìm chiếc cánh cứng bạn. Coi đem là 7 đồ ăn. Rồi ok cũng được. Đi tiếp tục tìm cái cánh cứng mấy bạn ơi. Vô. Rồi cánh cứng đâu, bay ra đây. Ủa cái thành phố dưới này khó tìm ghê á. Anh nhớ hồi đó vừa vô là thấy rồi. Bây giờ vừa vô không thấy đâu hết trơn mấy bạn ơi. Kiểu hồi đó mình hên sao á. Giờ xui quá, vô không thấy cái thành phố đâu hết trơn. Cái gì cho xin ship gì vậy? Cái này anh xài cái work generation mấy bạn. Không có ship nó được đâu, cái ship của nó không có được đẹp. Anh đào hang rồng. Từ từ mấy em, hang rồng phải chờ có mèo kìa đi chung mới vui. Còn bây giờ để anh hoàn thành hết mấy tiến trình tào lao cho Minecraft đó. Anh nhìn vòng vòng coi. Không có cái thành phố luôn, cái thành phố đâu rồi tự. What the hell? Đó là có thành phố chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Chơi gì kỳ vậy? Ăn đồ ăn vô, bài tiếp. Trời ơi, hên quá. Ăn đồ ăn cho tàn các bạn ơi. Tàn thì nó khó tụt hơn. Đó, nhưng mà nó hơi hao đồ ăn thôi. Rồi xong. Không thấy thành phố đâu luôn nha. Chuyện gì diễn ra đây vậy? Chuyện gì vậy? Mấy bạn biết thành phố ở đâu không? Chỉ tôi với. Chỉ anh với. Dùng ship dễ tìm hơn á. Là sao em? Ok bye bye mấy bạn nào đi ngủ nha. Trời giờ này mới có 23 giờ. Bình thường mấy bạn coi anh tới là 11:30 lận. Bây giờ mới có 11:02 của mấy bạn đi ngủ hết trơn. Buồn quá. Còn có 1900 bạn đang xem livestream, 1900 fan cực cứng của anh. Thành phố dưới kia. Thành phố dưới kia là dưới đâu, dưới này hả? Thôi đừng có lừa. Tôi bán với tôi chết như chị vậy. Em tính cho anh đúng không? Cái trụ nè. Cái trụ nè hồi nãy mình vừa vô nó có nguyên cái đường sáng lên mà giờ nó hết trơn mấy bạn. Không có bạn ơi, anh bay một vòng luôn rồi đó. Chắc trong cái map này bị lỗi hay gì vậy ta. Không có thành phố luôn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thì không thể nào hiểu nổi luôn mấy bạn à. Trời đất. Em vẫn xem nè. Ok cảm ơn mấy bạn đang xem nha. Em đang ở Mỹ coi tới 12 giờ cũng được. Ui em sướng rồi. Em là được thời gian ngược lại với anh ta, em coi tới sáng cũng được. Rồi xong. Không có thành phố. Tại sao vậy trời?
Rồi mình cứ bay trong một khoảng không vô tận luôn mấy bạn. Bay đi, bay đi. Còn có 4 miếng đồ ăn luôn đó, làm gì làm đi. Hết 4 miếng là thôi, khỏi kiếm luôn, khỏi hoàn thành tiến trình Alexa gì hết luôn á. Lòi ra đây mau cái thành phố. Rồi xong. Rồi còn 34 trái táo lo gì. Trời, tưởng đâu còn có mấy miếng đồ ăn, còn tới mấy chục trái táo lo gì. Cái gì vậy, anh dùng định vị đi. Nãy giờ em không dám, nãy giờ em không nhớ comment luôn. Ủa sao vậy, mai em bay ra Hà Nội nên không sao. Ok em, bạn nào thích coi được thì cứ thích coi đi. Hôm nay sẽ hay lắm mấy bạn, hôm nay sẽ hoàn thành được rất nhiều tiến trình trong Minecraft luôn á. Đâu rồi, đâu rồi, cái thành phố đâu rồi, mau chung ra đây coi. Để giờ mình làm cách nào ta, để mình bật coi tầm nhìn pha lên đây. 47 luôn, ok, tầm nhìn 47 là xa lắm luôn mấy bạn, tầm nhìn mình nhìn được tới đâu luôn á. Đó, nó mở hết cái bản đồ ra luôn nè. Ok đây. Trời ơi, tưởng nó trốn được Redwood dễ như cơm bữa. Trời ơi. Ê ê, đừng có lắc nha, tôi sắp hết đồ ăn rồi đó. Lắc một cái là cắm đầu xuống dưới là không được vui đâu. Trời ơi, đừng có để tôi chết, từ từ mình sẽ tắt tắt cái tầm nhìn cao lại mấy bạn ơi. Tầm nhìn thấp lại tí xíu đi, để coi coi. Mình đang xài RTX 2080 Ti luôn rồi mà còn bị lắc mấy bạn, có 45 FPS luôn rồi. Giảm lại, tầm 20 thôi, đó, ok mượt rồi à. Vô nào, hoàn thành nhiệm vụ nào, bước vào trong lâu đài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ui, bắn kìa. Ui, hai con tự bắn qua bắn lại luôn. Mày bắn tao à. Ui, bắn nè, bắn đi. Ừ đúng rồi, hai con bắn qua bắn lại đi. Vô nè, đó, chuyện gì xảy ra đâu. Đó, vô trong đây. Hoàn thành tiến trình thành phố gì? Đây đây đây, đọc rồi, nó hiện lên. Thành phố cuối trò chơi, hãy đi vào đi, chưa có chuyện gì xảy ra. Ok, mình đang đi vào đây. Electra đâu? Ok, bắt cua mấy bạn ơi. Trò bắt cua đơn giản này, mình có thể bay mà, nhưng mà mình thích bắt cua. Rồi xong, bây giờ ui có con này, có con này. Đào mày hay bà mày giờ. Đập mày, đập. Ui ui, đừng có cho tôi bay, đừng có cho tôi bay. Bay xuống, bay xuống, bay xuống. À ha, tao có cái cánh mà con trai. Trời ơi, mày không thể nào điều khiển được tao bay đâu. Nó thấy không? Tao bay xuống nè. Bắt tao bay lên thì tao bay vô. Đó, chưa? Ui da, ui da, bay xuống, bay xuống, bay xuống, bay xuống. Tao đấm mày hay bà mày. Bay không bay, bắt tao bay. Chém, 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 chết. Chết chưa? Chúng bắn kìa. Ngổ ghê không? Ui, bay xuống, bay xuống đi. Ủa cái cánh Electra nằm ở đâu ta? Từ đến bay lên coi thử. Hình như nằm ở trên này nè. Ui cái cờ trên này đẹp quá. Ui, đau, đau quá, từ từ. Rồi hết hiệu ứng bay rồi. Ghét cái hiệu ứng nó ghê. Rồi, không có mấy bạn ơi. Không có, không có, không có, từ từ. Mình lấy cái cờ về đi. Ai, con này nó phiền chứ. Lấy cái cờ, ui. À đúng ha, mình có súng mà, quên. Tại sao mình không sử dụng súng, mình dùng kiếm, mình chém chỉ cho mệt vậy. Mình quên luôn mấy bạn. Rồi xong, để anh kiếm mấy cái con quỷ đó kìa. Nè, bắn này bà. Chết đi, chết rồi nè. Rồi, lên dĩa. Đó, vậy có phải đỡ hơn không? Đâu, móc cái cục đó đây. Cái lá cha đâu? Cái cánh nằm ở trên cái thuyền. Từ từ, cái thuyền. Cái thuyền ở đâu mấy bạn? Từ từ. Ở đây có nhiều nhánh lắm mấy bạn ơi. Anh vô được cái thành phố này rồi, nhưng mà anh không thấy cái thuyền. Để anh đi hết thành phố này đi. Anh khám phá rồi. Trong đây có gì? Mày, chết mày đi. Lấy cái này. Vỏ scooter. Cái vỏ scooter này làm cái gì ta? À đúng rồi, là cái gương scoot. Ok. Úi đau. Trời ơi. Ủa nó bắn, nó bắn. Ui né ra coi. Trời ơi bắn tao mà mày. Mày bắn tao hướng nào vậy? Ui 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 ui. Nó bay vô, nó bay vô. Ui đạn dí luôn mấy bạn ơi. Nguy hiểm thiệt. Ui mà nó bay kìa. Nó rượt mình mấy bạn. Ui bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Nè nè, bắn bắn nè, chết mày nghe con trai. Bắn 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 nè, lấy vỏ mày luôn, lột da mày. Chị Bình Đa đâu rồi, chị Bình Đa? Chị Bình Đa đi kiếm chỗ nè. Ta 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 ta. Chị bị mất rồi nè, mày nó đánh chết nãy giờ. Ủa sao kỳ vậy, chị muốn chết mày. Giờ qua là chị thả lên cho lấy con mắt phải không? À, chị muốn cần con mắt của nó dữ lắm hả? Ừ. Chị lấy con mắt lên chị làm gì? Chị nhà làm em có tới 10 con luôn rồi đó. Ôi, phải đi xuống đây chị đào vàng tiếp tục mới được. Chị đi đào vàng đi. Cần vàng với emerald lắm á, với đá đỏ nữa. Trong đây đá đỏ mình rất là cần rồi. Cái chỗ này hình như hồi nãy mình có đào qua rồi nè. Bay lên đi cho rồi các bạn ơi. Nè, cái chỗ này hồi nãy mình có đào qua rồi. Mày bắn tao à, trời ơi. Rồi, hiệu ứng bay lên 6 giây luôn chứ đâu. Em thức để coi anh, cảm ơn em nha. Rồi, xong. Bây giờ bên này đúng không? Ui, ui mình mới giục cái gì vậy? À, mình chuyển cái súng qua bên tay bên kia các bạn. Anh tưởng là mình giục không à. Rồi, xong. Hướng nào, hướng nào, ở khoảng. Lấy cái này đẹp quá, cái banner này đẹp quá. Lấy. Ui, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Bay lên nào, bay lên nào. Bay lên. Đập, đào ra. Đáp xuống coi. Ui. Thằng quỷ này, nó đâu ra nó bắn hoài vậy. Con này chứ.
Còn một con ở đâu đây nữa nè. Đây nè nè. Ghét. Chết mày đi. Nghĩ sao vậy? Canh tao bắn hoài ăn hiếp rồi mày. Rồi đào lên đi. Đập gạch mấy bạn ơi. Đập gạch anh lên, anh lấy cái banner này về anh treo lên nhà anh cái. Đẹp quá. Banner màu tím tím cho nó xinh xinh mấy bạn. Rồi 10 cục đặt lên. Ok, lên, lên. Đâu, lên luôn. Rồi xong, kẹt. Lên, đó. Đập ra, đập ra. Lấy một cái banner. Lấy, đập đi. Một hồi nữa mình sẽ xuống dưới mình lượm mấy bạn ơi. Rồi, mấy cái banner rồi. Ba cái đủ không? Không, dĩ nhiên là không rồi. Phải lấy cho 4 cái mấy bạn. Đó, đập. Đập hết, đập luôn. Đập luôn, đập luôn. Chị Ba Đa xài đèn ở dưới này không? Chị Ba Đa có mấy cái đèn đẹp lắm nè. Đèn hả? Cái đèn cây nè. Chị có lấy không? Lấy thì em đập cho. Lấy cho chị với. Ok. Nè có mấy cái cây đèn này nè mấy bạn. Đẹp đẹp, xinh xinh. Ok, lấy về mình trưng luôn. 4 cây rồi, 7 cái biểu ngữ rồi, ok ngon lành. Mà chưa tìm thấy được cái quỷ cái luôn chị Ba Đa. Chưa tìm thấy được cái cánh này nó cha luôn. Cái gì vậy? Thức đêm để xem. Mấy bạn ơi, anh đang chơi Minecraft mà. Đừng có comment những cái tựa game khác. Từ đây hôm nay là Minecraft là hay nhất. Chúng ta chơi Minecraft mà. Đừng có comment game Free Fire hay game gì hết á. Em xem tới khi nào anh hết livestream thì thôi. Cảm ơn em. Đúng rồi. Anh sẽ chim tới chừng nào cái game này hết thì thôi. Nhưng mà không phải hôm nay anh chim hết đâu nha. Anh chim từ từ. Ủa gì kỳ vậy? Trong cái đeo cái Alexa. Trên chiếc thuyền anh. Shit, mấy bạn đang cứ comment trên chiếc thuyền thôi thiệt luôn á. Từ từ, anh đến, anh nghiên cứu rồi. Chiếc thuyền hả? Từ cái thằng này, chung vòng quá. Tưởng luôn nào quá, à mày đâu rồi. Mày bước ra đây con chặt, đó đó, biến, biến nè, đòi đóng băng. Ngu người này nghe. Đâu, biến đi đâu rồi, biến đi đâu. Mày biến đi đâu. Rồi, nó đâu rồi, chắc nó chết rồi mấy bạn ơi. Nó bị lửa cháy chết. Trên chiếc thuyền á anh. Anh đi kiếm đi, là còn có chiếc thuyền nữa hả? Holy shit. Đùa vãi. Ok, anh kiếm chiếc thuyền cho mấy em vui luôn. Dứt. Tầm nhìn bây giờ mình chỉnh lên tới 50 luôn, insem luôn nè. Nó tầm nhìn cực đại. Rồi, mấy bạn thấy anh load map không? Từ từ. Đó, anh load tới cái tới đâu luôn mấy bạn ơi. Trời ơi. Đang bay đúng không? Em đang bay. Mấy bạn kêu em á là đi kiếm cái chiếc thuyền đi. Từ từ, đang bị lắc mấy bạn. Ăn đồ ăn hoài không nhanh lên luôn, không hồi luôn. Đúng rồi, em nó không no. Không no luôn rồi. Rồi no rồi chị Ba Đa. Chiếc thuyền đâu? Ra đây mau. Căng quá đi. Ca lập tài không có chế tạo được nữa chứ. Rồi, bay đi tiếp. Cánh nó nằm ở tầng 1 đó anh ơi. Hậu lùng. Ok, cái cánh nằm ở tầng 1 nhưng mà mấy các bạn này comment là phải trên chiếc thuyền. Trời trời, gần NCT á anh. Kìa cái NCT kìa. Nhưng mà ở đó thì không có chiếc thuyền các bạn. Dạ, anh lót cái map này công nhận lót xa chứ anh nhìn thiệt xa luôn á, anh còn thấy cái NCT luôn. Ui chết. Đừng ăn lên. Trời ơi chết. No. Hồi thức ăn lẹ lên chết tôi. Ai rồi xong. Từ từ ăn gian luôn mấy bạn ơi. Anh không thể nào chết ở đây được. Anh phải bay lên mấy bạn ơi. Bay lên. Mấy bạn ơi thông cảm cho anh nha. Anh không thể nào xuống đây là anh chết thêm một cái nữa, mất thời gian cho mấy bạn lắm. Bay lên. Lắm đúng không? Thật biết hay à? Chị vậy nè, ăn không no luôn. Ok, không sao, anh vẫn rất là bình tĩnh. Về nhà rồi đúng không? Đúng rồi, hết lắc rồi đúng không? Ui, cái thuyền nó để đâu, tập sau anh sẽ đi kiếm thôi. Để tối nay anh ngồi anh kiếm đi, để mất thời gian của mấy bạn. Cái này về anh trang trí ở đây nè. Đó. Cho nó đẹp mấy bạn ơi. Rồi xong. Em đi với các bạn bị lật lên vậy đó. Rồi, ở đây cắm cái nó. Ok, xong. Cái trứng này mình để đâu ta? Bình tĩnh anh ơi. Đây đang bình tĩnh em. Bình tĩnh lắm luôn. Anh mà không bình tĩnh là nó giành lật cái bàn luôn em. Điên cái đầu. Rồi xong, cái nhà mình sẽ trang trí tiếp. Nó giờ có cửa sổ không chi đúng không? Cửa sổ chi cho mèo chị Ba Đa dòm vô, tính chôm đồ hay gì? Trời ơi, thèm quá. Chôm đồ hay gì? Từ. Quá thèm. Lắp lại đó, đẹp chưa? Rồi xong, cho chị nha, 4 biểu ngữ này chị Ba Đa. Đó, về á, muốn lắp đầu lắp đi, chị đổi cái đầu đó nhìn như con ma vậy. Ghê quá. Rồi. Vậy. Mèo có chơi đâu cho mèo, bỏ scooter để làm rương scooter ơi. Scooter. Không có đầu của con này.
Đền, từ 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 đền nè. Sờ cu này. Rồi, hộp cu đơ tím. Một cái rương, hai cái hộp đậy là ok xong. Chuyện nhỏ thôi, cái này dễ làm mấy bạn ơi. Gỗ nè, gỗ lên có đầy là mấy con rồng nó ủi mấy gốc cây bạn, rất nhiều gỗ lắm. Rồi xong, làm cái rương. Đó, tự bị lắc, anh tưởng đâu làm cái rương sai luôn các bạn ơi. Ủa mình có ba vỏ cu đời ta. Có gì xuống dưới mình săn thêm. Còn cái này xấu nhà xấu cửa, cái cục miếng cục gì. Ê nó nghe nè, khó biểu ngữ kiểu sao? Chị đập vô cái cục đang giữ biểu ngữ á. Ủa chị chân vậy luôn hả? Khó thằng chị ơi. Nè, đập ngay đây nè. Đập cái chân hả? Đập cái chân á. Ok. Okay. Nè, đập dưới là ra nè, đó, xong. Chị không thích gắn nó đây. Chị muốn treo nó giống em vậy đúng không? Treo kiến đúng không? Rồi. Đúng không? Rồi, bể kiến. Không có bể. Nè, đó em treo lại. Nhìn nó cũng đẹp mà. Nhìn xấu. Trời em thấy cũng đẹp mà. Treo vậy cho tao biết nhà mình á, mình có xuống NCT rồi chị Banda. Dở. Đây cái rương này mình sẽ để ở đâu? Mình sẽ để ở đâu? Mình sẽ để kế bên con rồng. Đó, mở cái nắp ra. Mình còn lại có thêm cái rương mới để đồ nữa. Mấy bạn thấy không? Anh để xíu là họ quên hết trơn để đâu luôn á. Mấy bạn để ý đi. Anh mau quên lắm. Mình cần thêm cái này đi. Còn cái trứng này, mình sẽ sử dụng những cái khối này nè. Mình chưng nó mấy bạn. Mình chưng nó cho nó mang cái hiệu ứng dưới đèn mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ chưng nó ngay đây đi. Đó, đó, đó. Rồi, đặt nó vậy. Được không ta? Rồi, cũng được luôn. Rồi như vậy, như vậy. Ok, mình sẽ để cái trứng ngay đây đi. Đó. Rồi kệ, để đây cũng được. Úi, úi. Rồi xong, cái trứng nó rớt luôn. Ok, để đây đi, đó. Mình lọng nó lại đi, đó, như vậy. Rồi, ở trên này thì nó màu trắng trắng. Ấy, đó, đó, xong. Đó, như vậy đi. Rồi ngay đây, để lên. Ok, nhìn y như là một nơi chứa trứng rồng Ender kiểu trứng. Hy vọng là không có ai đi ngang ngứa tay ngứa chân đục vô cái trứng cho cái trứng nó bay đi chỗ khác. Thì đừng có cho nó vô, nó đục vô đây mình sẽ chặn lại. Nó đã thị đưa nó về chỗ cũ rồi. Chị Banda với con tiên của chị nó không bay ra ngoài luôn chị Banda. Ừ. Nó không bay ra ngoài luôn. Rương đó như cái bác vậy, anh đập đi đặt qua chỗ khác trong đó vẫn không bị mất đồ. Wow, ok em hay quá em ơi. Trời ơi. Như một cái ba lô vậy. À đúng rồi, không bị mất đồ thiệt. Ủa. Vậy anh có cảm giác nó cũng giống như cái rương gì ta? À đúng, cái rương kia đập thì nó bị bể luôn, nó hư đúng không? Còn cái rương này thì mình không bị mất đồ. Rồi, vậy mình cần gì mình phải cầm theo những cái thứ vô dụng như vậy. Mình sẽ cầm theo những cái có ích cho bản thân mình ạ. Cầm cái này vô. Mình cần cái gì trong cái chuyến hành trình của mình thường ngày thì mình cần gỗ đi. Đó, mình lúc nào mình cần cái này. Rồi, mình cần cái que. Lúc nào cũng cần cái đó mấy bạn. Mình cần heo cái đầu con này đi để mình trị mấy cái con boss khó khăn mấy bạn ơi. Mình cần cái gì? Cần thấy cái gì đây ta? Mình cần heo cái cánh không? Cái cánh mình có nhiều rồi. Ok, mình cần theo bộ giáp ngự long. Tại bộ giáp này có thể bơi dưới nước rồi. Ê, đúng rồi, cấp vàng này chị nha. Không thèm vô đây. Không thèm. Rồi xong mình sẽ cần theo bộ giáp này. Nó để khi mà mình gặp quá vật dưới nước mình có thể bơi xuống mình đấm đó bạn. Rồi mình cần hai cái cây này. Đó. Cây như đây là những thứ mà quan trọng trong cuộc đời mình nè. Đây. Cần theo cái nào nữa? Cần theo con mắt này luôn. Sưu tập mấy bạn ơi. Mình sưu tập mấy cái này. Đó, bỏ vô đây luôn. Cái nào nữa? Anh chơi hay nhất Minecraft. Đúng rồi em ơi, ngọc sửa đồ. Ngọc sửa đồ thì anh giữ trong người rồi. Anh có không có móc, anh bỏ vô rương. Tại vì nó sẽ sửa đồ cho anh. Bye anh, em chịu không nổi nữa. Ok, bye bye em. Chịu không nổi thì mình đừng có gồng em. Gồng quá, mình chừng nó căng quá đứt đó mấy bạn ơi. Bạn nào con được đi ngủ sớm đi. Đừng có gồng. Căng quá nó đứt á. Nói thô nhưng thật mấy bạn. Rồi, anh nghĩ anh cần ngay như đó à. Không cần cái gì nữa đâu. Mấy cái này mình gom lại đi. Cái này mình gom lại, nhà mình dơ quá rồi. Quá trời dơ. Rồi xong, cái nón này mình cầm đi chỗ khác. Rồi. Cấp kim cương dởm quá, anh không muốn xài. À quên, mình phải cầm cái cuốn sách này. Đây là cuốn bí kíp toàn thư của anh về rồng với mấy cái con quái vật mấy bạn. Quăng vô đi, đó. Mở bí kíp ra coi, hôm nay chúng ta đã làm được tới đâu. Cái này khoan, mình chưa tìm được Alexa, mình hơi buồn mấy bạn. Có góc nhìn đẹp từ trên cao, bay lên 50 khối rồi rơi. Nơi tấn công con cooler là con cooler bắn mình, cái mình bay lên 50 khối mà. Ok, cái đó mình sẽ làm lại và mình sẽ đi tìm cái này. Nhất định là mình phải tìm cái này. Hồi sinh rồng Ender. Cái này thì mình sẽ lên mạng cách nào mình hồi sinh rồng Ender mà. Rồi xong. À mình chưa làm cung này, mình chưa làm kiếm kim cương. Ủa, săn quái vật, cái này mình làm rồi. Rồi, làm cung, bắn một mũi tên.
khoảng cách 50 mét. Rồi sử dụng một trận tổ trường sinh để đùa với thần chết, rồi triệu hồi một người sát để giúp đỡ bảo vệ ngôi làng. Ok, khám phá tất cả quần xã. Từ từ mấy cái này, từ từ. Một ly cocktail có tất cả hiệu ứng được cung cấp từ thuốc tại cùng một thời điểm. Cái này căng rồi nha, phải chế tạo tất cả các thuốc luôn, khó quá. Pha chế một lọ thuốc tại nhà. Ok, mình sẽ vô mình pha chế thử coi mình có thuốc gì không. Ở đây mình có cái gian pha thuốc nè, nhưng mà khoan đã, gian pha thuốc thì mình cần phải có lửa, que quỷ lửa nè, kem dung nham nè, rồi xong thì mình có cái gì ta, có thuốc nào dễ chế không mấy bạn? Thuốc súng nè. Ok, mình phải coi thử coi. Từ bằng Unique lắm mấy bạn. Tàn coi, thuốc tàn hình coi chế sao, mình chế mình phá chị bên đa coi. Bằng mắt nhện lên men hoặc là bằng redstone. Redstone à, nâng cấp thuốc tàn hình từ thuốc tàn hình 3 thành thuốc tàn hình 8. Thì mình coi thuốc khác coi, hồi máu coi. Cái này chắc dễ à. Từ một miếng dưa lấp lánh, dùng một miếng dưa bỏ đầy đủ vô thôi. Thuốc này căng quá, chạy nhanh đi. Nhanh thôi. Đó, thuốc này ơi. Đây bằng đường, đường thì phải lấy cái đường hoặc là cái này có đường thôi. Mấy cái này mình không có mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ tha thuốc vô dụng trước đi. Thuốc dụng về trước. Nó dễ. Đây, những cái cây của mình đã trồng nó hàng ngày các bạn. Bây giờ nó đã lớn rồi. Đặt lại. Xong, có 8 viên gian thuốc đây. Bỏ que quỷ lửa có thành bột quỷ lửa. Tao có người heo. Người heo nó trong cái kia nói chung đó chị Panda. Quên đem cái lọ thuốc vô. Quên làm cái vạc nữa. Trời ơi, bây giờ múc nước ở đâu? À, múc nước nhà chị Panda chứ đâu. Chị Panda. Rồi. Panda. Cho em xin miếng nước chị Panda cho kinh nghiệm. Đây mình còn 3 chai. Đập xuống luôn. Chưa làm cái vạc chưa? Chưa, em chưa làm cái vạc. Chị có cái vạc không? Em cũng biết vậy, nhưng mà em thích lấy nước nha chị. Rồi hết lọ rồi, hồi nãy mình lấy lọ, mình đi làm cái quái gì ta? Chị Panda còn kiến không chị Panda? Đây còn hai chai. Lấy hơi thở rồng của nhớ không? Đúng rồi, nãy em lấy hơi thở rồng đó. Rồi từ từ, em qua múc miếng nước nha, đừng đập em. Múc không có cạn đâu, cái này nó múc qua chai, không có lạc cạn đâu. Đó, hai chai nước. Em chế tạo, đang cho em hoàn thành tiến trình với chị Panda. Pha thuốc yếu đuối cộng táo vàng để cứu dân làng luôn. Em nói cũng đúng á, nhưng mà sao ta? Bây giờ mấy dân làng á nó khó kiếm lắm em. Dân làng giờ nó toàn là dân làng bên kia không à. Ok, pha thuốc dụng về trước đi. Rồi bây giờ mình bỏ gì? Thuốc dụng về. Ok, dụng về nào. Đây bún nè trời. Cái chỗ pha thuốc. Chỗ pha thuốc này phải tối nha chị, mà sáng lên mấy cái cây này không có nở đâu. Ôi vậy hả? Ừ, trời chơi ma sát lâu rồi. Đúng rồi, cái bú địa ngục á. Rồi trời mấy bạn ơi, chờ đến bao giờ cả cái nón ra múa cho đẹp coi. Tèo 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 tèo. Cái nào sáng sáng mình cầm để cho nó sáng á, chụp tao cái đuốc không? Múa cho không sáng. Sáng đây, thuốc dụng về là không tác dụng. Bên đây, hoàn thành tiến trình phá hút tại nhà. Đó, xong mấy bạn, bây giờ mình để mấy này vô tiếp đi, mình để đây đi. Đó, tại giờ mình chưa cần, mình chỉ muốn lấy thành tích thôi. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao hút cho phá hút vậy? Bây giờ mình có nên làm một cái giường đường trong nhà mình không chị Panda? Làm cái giường tre đó. Giường mía chứ. Giường mía. Giường nó tủ hả? Đang mình chế tạo thuốc chị Panda. Rồi xong, đặt cái này đem vô người. Đó, một cái mình bỏ mà cái đồ mình cần thiết trong này. Không kệ, mình đem hết mấy cái này đi. Đó. Đây quên cái này để ngoài. Kem dung nham, đuốc thì để lại. Đó, bỏ vô hết đi mấy cái này không cần. Táo nè, táo đem ra ngoài nè. Ồ, vậy tính hồi nãy chị lấy con cái thì về luôn hả? Lấy cái nào? Con cái hả? Em lấy ba cái em chế tạo chị Panda. Đây lấy cái áo giáp theo. Có nhiều luôn. Lấy em quên, em đâu có biết. Cái áo mình để đâu rồi? Đây. Áo rồng của mình đây. Xong. Giờ thì làm gì đây? Bắt đầu tiến trình đi tìm trứng rồng mấy bạn. Trứng rồng chắc phải để tập sau quá. Tập sau thì phải có mèo đi theo mới được các bạn ơi. Không có mèo đi theo là mình sẽ không làm được gì đâu. Mình chỉ làm cái ghế chị ba. Ủa cái ghế chị đó. Cái ghế này có ngồi được đâu. Không có được, để trang trí thôi, để cho vui thôi. Ngáo hay gì em ngồi xiên qua cái ghế luôn kìa. Coi tủn không? Vậy cái ghế làm chị đào hồi hôm qua. Trong đây không có làm ghế được nha. Mấy cái này nè. Mấy cái này nè, nó mấy cái trang trí này là không thể không làm được. Làm được chứ mà không có ngồi được. Không làm được, decorcraft á, deco là nó chỉ kiểu trang trí thôi mấy bạn. Trang trí mấy thì mình không thể làm được. Tự chị làm mà. Từ từ, để em coi em còn làm được cái gì nữa không. Mình sẽ làm rìu rồng đi. Ok, mình sẽ làm nguyên một bộ vũ khí bằng rồng. Vũ khí rồng mấy bạn. Mình có cái này rồi, mình sẽ làm cái rìu. Ok, mình sẽ làm cái rìu. Mình sẽ làm full set rồng mấy bạn. Cho đẹp chơi vậy thôi chứ không có làm gì đâu. Tại anh nghĩ chắc cũng cần, lâu lâu mình cũng phải đem theo cái gì ta.
đem theo cây rìu với lại cây cây cuốc mình hốt đất các bạn ơi, đất. Rồi, hình như rồng là mình để ở đây nè. Đó, có cái này là mình cẩn thận nè. Xương rồng với cái này. Rồi, xong. Cái này ba, hai cái, ba cái rồi ra cây rìu. Rồi, làm tiếp. Mình có cái cây này rồi thì mình thêm cây này nữa. Ôi lộn, ngược ngược các bạn ơi, ngược ngược. Cái kiếm không? Cái kiếm mình có rồi, quên. Cái này Wither để lên một cái thôi. Đó. Cây sẻn, cây cung, khoan, cây cung đẹp quá vậy. Ok, làm cây cung trước đi, lỡ mà không đủ rồi sao? Khoan, cây cung trước mấy bạn. Lấy chỉ, lấy chỉ, lấy chỉ. Chỉ đâu rồi? Chỉ đây rồi. Ba chỉ lợn. Một chỉ nữa rồi, đủ. Ngon lành, cây cung. Hai cái xương rồng, một xương Wither. Một xương Wither ở đây. Hai xương rồng. Ba cái, rồi. Dragon Ball. Ok, xong. Bây giờ em sẽ enchant cây cung này, hy vọng là nó sẽ có cái gì ta. Nó có được cái vô hạn mấy bạn. Tại vì cây cung rất cần thiết là vô hạn luôn. Hình xui, để đi ra ngoài thử cây. Hình như phải là mũi tên rồng đúng không? Ui, người heo. Láo cá hả? Mày ở dưới mà bày đặt bang lên đây. Mày nghĩ gì vậy con trai? Rồi quên, đem theo ngọc lily. Có ngọc lily nữa. Lily đâu rồi? Ui. À thì chị đi đào đất to nha. Đúng rồi, chị phải đặt đào đất to. Ui dạ, bắn à. Bắn tao à. Ở dưới lily 30 viên thôi, 30 viên không đủ đâu. Mình phải cần nhiều hơn nữa. Xong. Enchant lên nào. Ngọc lily 64 viên. Cây cung. Enchant lên. Sức mạnh 4. Oh man, tôi rất cần sức mạnh, chấm hỏng sức mạnh. Trời ơi, sức mạnh 4 còn mà chấm 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 nữa. Holy shit. Giờ sao ta? Nên enchant không mấy bạn? Nên enchant không? Gì vậy? Vì may chỉ các em tìm kim cương gì vậy? Đi mai hả? Đi mai chỉ các em tìm kim cương hả? Chừng nào em chơi chung với anh đi, anh chạy với em tìm kim cương. Tầng 11 á, bây giờ mình enchant cái này sức mạnh 4 thì nó có lẽ nó cũng được, tại vì sức mạnh thì bắn được. Từ cái cung này chế tạo sao? Một cái xương rồng cộng với một cái Wither Ball ra được 5 mũi tên rồng. Dứt luôn. Từ để vô nè. Có vô hạn, có vô hạn, có vô hạn. Chậm hỏng ba sức mạnh. Từ ơi, tôi đâu cần chậm hỏng đâu, tôi có cục trời chữa sửa chữa mà. Oh man. Ơi. Ok. Ủa gì kìa? Khoan nào. Ồ không được, nó chỉ hiện ra thôi chứ nó không có bắn ra mũi tên. Rồi. Có ngọc sửa đồ rồi, đâu cần chậm hỏng đâu. Kệ, cho mèo cây này luôn, tôi sẽ làm một cây tôi cho mèo, tặng mèo. Tôi sẽ chế tạo một cây khác. Tôi hy vọng là cái cây này của tôi sẽ có được là vô hạn. Hình như vô hạn mình khó lắm đúng không mấy em? Mình phải kiếm cuốn sách đúng không? Chứ đâu có dễ gì mà mình enchant bậy bạ ra được vô hạn. Hên thì được. Anh không biết hên thì được không nữa. Chứ anh thấy là không có được hên rồi mấy em ơi. Không có được hên rồi, không biết hết chỉ rồi đó. Nhìn nhìn vòng vòng nhà là thấy không còn công chỉ xài luôn á. Ok, còn mấy cái tơ nhà anh đi. Tên nhà anh sao lấy chỉ ta không quên, để hàng ba đúng không? Cái đi, con lấy kiếm chặt hết. Ok, dứt luôn, cái kiếm cắt. Đó. Trời ơi, hồi nãy chị bỏ mất mớt tên nhà anh. Cắt chỉ, trời ơi, khổ thiệt chứ, tại sao tôi không được vô hạn. Được vô hạn cái đỡ tốn biết bao nhiêu là cung tên luôn mấy bạn ơi. Thiệt luôn, đỡ tốn cực kỳ luôn á. Các bạn nào từng bao giờ enchant đã được vô hạn chưa? Comment cho anh biết đi. Để lại dưới phần bình luận. Đó. Bụp. Sức mạnh 3. Ai, tôi đã cù bắp hơn nãy đó. No. Tôi đâu có cần sức mạnh 3, sức mạnh 4 tôi còn không thèm nữa mà. Anh tạo ra cái đe kết hợp enchant anh. Em có rồi, có rồi. Ôi mấy bạn sướng thế. Sướng thế nè. Ok. Mình sẽ đổi ngược lại như vậy cái. Sức mạnh 3 nè. Ok, cái file mình sẽ ép cái cây này, tốn ép xếp quá vậy. Mình tính ép này cho Banda. Thôi cho chị Banda cái kia này đi khỏi enchant. Chị Banda. Đúng rồi, cho chị đi. Cho chị cái cung rồng nè. Đó. Chị đang đi đào rất to rồi. Em bỏ vô trong rương nhà chị á. Ok. Khoan, chị nhà chị có cây này hay quá, cây con. Ôi chết cha, không có cái kim cương nữa đâu già. Đó, đội với bà con nó sửa cái cây này nè bạn. Mấy con coi cái cây này giật nè. Nó giật kìa. Đó, mà thấy giật cái ống sửa chữa nó lên không? Ok, ngon lạnh. Bứa đó, cây này bứa sướng không? Còn cái kim cương không? Thì tiền cây á. Cái này bứa gãy gạch không? Không bứa gãy gạch đúng rồi. Cúp kim cương hả? Em cho chị được luôn á, tờ em đang xài cúp rồng không vậy bên đây. Em xài cúp kim cương. Cho chị đi, cho chị đi. Rồi, rồi cho chị cúp kim cương luôn, chị vô nhà em chị lục á, chị thấy chị lấy đi. Trời ơi, đây này chỗ cái đống vàng nè. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái nữa. Một cây cung nữa, hy vọng cây cung này sẽ ép ra được vô hạn các bạn.
đừng có chậm hỏng hay là sức mạnh gì hết á. Tôi không có cần. Nó không được phù hợp ở đây mấy bạn ơi. Nó dục vô thiệt luôn, nó dục vô. Nên mình dục vô luôn mấy bạn. Thiệt luôn. Đổi đi, chắc không khó lắm mới được mấy bạn ơi. Bỏ đi. Đừng ai nhắc tới là vô hạn với anh nha, đừng ai nhắc tới cái chữ đó, anh buồn lắm. Trời ơi, lấy cái cây nãy anh tranh tiếp, sao mà được em, ai cho em chơi anh tranh hai lần. Ảo hả? Em tưởng tượng em. Hiệu sức 4, cây này hiệu sức 4 được, dứt khoát rồi nào. Đây. Đây là món hời đây, gia tài, hiệu sức và chậm hỏng. Chậm hỏng thì không cần rồi, nhưng mà gia tài với hiệu sức thì ok baby. Ok. Mình còn level 61 luôn, chắc mình phải hồi sinh con rồng Ender xong cài level với con rồng Ender của mấy bạn. À, bây giờ sao ta? Mình làm tới cái cây gì đây? Cây này có rồi, có rồi. À, thiếu cái cây này nè. Đúng rồi, mình thiếu cây này. Đó, thiếu cây này nè. Sắp hết xương Wither rồi, chắc phải xuống dưới kiếm tiếp. Ok, cây này mình enchant lên cho vui. Full set enchant nó mới ngầu đúng không? Enchant này là enchant gì đam mê. Dứt nào, hiệu sức 4, dứt, hiệu sức gia tài chậm không? Hợp lý. Rồi, cái cây cây này hô. Ok, mình còn hai cây, đủ hai cây không? Mình còn có một cây vậy. Sao cái bộ xương đó mình còn có một cây vậy? Bây giờ trong nhà mình còn nhắn vậy coi nó có thằng nào vô đây không. Trời ơi, còn một cây Witherbone thiệt luôn hả trời. Đừng có đùa chớ. Rồi xong, xác định. Sự thật là còn một cây. Một cây thì không thể nào làm được cái gì hết. Mình phải xuống dưới mình đập mấy cái con này. Anh làm như Lucky Lock vậy. Anh làm cung như đập Lucky Lock. Trời ơi, còn hơn vậy nữa em. Căng lên. Em tưởng tôi làm cung dễ lắm mà. Muốn có cái mà bắn dễ lắm em. Có dễ đâu. Rồi lắc luôn. Lắc luôn, ăn hoài không no luôn. Rồi xong luôn, chị đã hoài không phải luôn. Ăn rồi no no chị Bida. Bye. Mèo đánh nó đi. Kệ nó, tôi không quan tâm. Tôi đang tập trung vào Minecraft. Tập trung vào thế giới của tôi. Ở đây có F-Shape nè. F-Shape này lượm đi. Lượm về enchant tiếp mấy bạn. Rồi xong. Không có một cái con Wither nào luôn. Mấy cái con này dạo này khan hiếm quá vậy. Bay lên, bay lên, bay lên. Rồi lấy súng ra xẻ. Xẻ. À, tính lấy súng bắn tao à. Ui, bắn bắn bạn. Thôi bỏ, bỏ đi. Farm F-Shape rồi. Ui, ui lắc, 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 lắc. Ui. Lắc nè. Lắc nè. Đâu nào đâu. Rồi lượm F-Shape đi. Đó, lượm được. Lắc nè, mày chết mày với tao. Hạt vàng, thật nhiều hạt vàng cũng được. Đứng đó. Thôi có cái thật zombie mình không có cần. Đây à, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Bắn tao nè, bắn tao nè. Trời, bắn nè, chết mày nha con trai. Bắn, bắn nè, chết mày nè. Ok, mình cũng cần ngôi sao Nether đúng không bạn. Đang mình làm cái đèn hiệu các bạn ơi. Đèn hiệu cho nó cộng máu với cộng sức đánh ở trong nhà của mình. Để cho quái vật nó tấn công mình, cho mình đừng có đau các bạn ơi. Chắc là mình xúc thêm một ít mấy cái cát linh hồn đi. Đó, về mình làm một công chuyện bạn ơi. Ui, ui. Lắc quá, kẹt luôn rồi. Rồi, đậu xanh. Ôi. Rồi, bay ra được rồi. Ui, hại quá. Chui vô đó là kẹt luôn. Bay ra, bay ra, bay ra. Bay ra nào. Con Wither hồi nãy đây mình thấy một con nè, nó còn nguyên ở đây nè. Ui, 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 đau, 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 đau. Đau anh ơi, đau anh, đau anh ơi. Rồi, xong. Rớt ra bộ xương khô mấy bạn. Không ra xương Wither luôn. Rồi, xong. Cháy luôn chứ đâu. Ui, đau quá, đau. Trời ơi trời, đau thiệt chứ. Wither nó đâu rồi ta? Đâu coi. Rớt ra hai xương với một đầu lâu Wither cũng được. Có một đầu lâu là có lý rồi. Một đầu lâu là về cũng có thể làm ra được cái gì ta? Quên nữa. Ba đầu lâu mới làm ra được cái con Wither. Anh quên. Kiếm thêm một ít Wither nữa coi. Ở đây, một con. À, đây rồi. Ở đây, đúng rồi. Nhào vô, nhào vô. Ôi, đừng có nhảy xuống vực nha, chết các bạn ơi. Đau mày chứ. Chừng nào anh clip xong 11:30 rồi đó anh. Chưa em ơi, anh chưa có live xong. Anh còn live lâu lắm. Anh còn live lâu lắm em ơi. Anh phải xử xong mấy cái con này cái đã. Trời ơi. Lậm lậm vô. Ui. Bắn tao nè. Thật chứ trong đây mà không có cái súng chắc. Trời ơi, anh chơi chứ đúng lâu luôn các bạn. Anh chơi cực lắm.
nãy chỉ có một cái vậy? Mấy con quýt đời đó hết trơn rồi. Bình thường nó đông. À con gáp. Ai à, vậy cách nào dụ con gáp chạy vô cái cổng địa ngục các bạn? Comment đi bạn ơi. Cách nào trọn con gáp vô cổng địa ngục đây? Ok, để từ từ mấy bạn comment đi. Bây giờ anh sẽ kiếm con quýt đời tiếp. Anh sẽ nghiên cứu cái cách trọn con gáp vô cái cổng địa ngục. Bạn chờ đi. Con gáp đó đẹp đó. Ui, bắn nè, bắn nè, mày bắn lại tao không? Rớt xuống mới đi. Rớt xuống mới đi con trai. Ui, bắn, ui, đó, 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 đó. Rồi xong. Lấy cần câu đó anh. Nó, anh cứ đu nó thôi, cứ dụ nó thôi, cần câu à. Ý kiến hay. Thôi chắc giờ anh up livestream đi. Nãy giờ anh thấy, để từ từ anh làm hết mấy cái chuyện đó mấy bạn ơi. Từ từ, anh sẽ vào chơi một mình. Anh sẽ không livestream mà anh ngồi anh cài để anh làm hoàn thành hết những cái chuyện này mấy bạn. Mấy bạn nhớ nhấn like và subscribe cho cái kênh của anh nha mọi người. Làm cổng địa ngục lớn đi anh. Hay, em thật thông minh. Bây giờ anh sẽ off livestream. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của anh. Và tập sau mọi người nhớ là xem nhiều nhiều vô. Nhấn like nhiều nhiều vô để cho anh á có động lực anh làm video tiếp cho mấy bạn xem. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của anh nha mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye, anh làm đá mài. Gì vậy? Đá mài phá anh chanh. Cái gì? Anh không hiểu em nói gì hết trơn á. Ok bye bye em nha. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Bạn nào thì đang nước ngoài, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye mọi người, bye 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 bye. Anh up thiệt nha. Up đây, bye.